qua có anh bên giấc mộng, tình hồng chưa phai cớ sao anh lại xa. Từng chiếc lá nhẹ rơi đường phố vắng buồn tênh, người ra đi khúc biệt ly rất buồn. Xin cảm ơn rất nhiều Lan Hoa Tuyệt Tắm của nhà phân phối Sơn Phi Hùng. Xin quý vị cho một tràng thật lớn và thật đậm nhiệt. Xin cảm ơn Lan Hoa Tuyệt Tắm của tập thể lớp 12C đã chúc mừng cho buổi lễ khai trương hôm nay. Được trân trọng và nhiệt kính chào toàn thể quý vị tân khách, đặc biệt là trân trọng kính chào toàn thể quý vị anh em chị em bạn bè đồng nghiệp đã trở về dự lễ khai trương cửa hàng bán và cho thuê áo váy áo dài Hồng Luyến đi chiến thanh niên ngày hôm nay. Và thưa quý vị, rất vui Thanh Tuấn hôm nay được tiếp tục đồng hành quý vị và đứng trên quý vị là MC người dẫn chương trình, và xin chúc toàn thể quý vị có một buổi tối vui vẻ và chúc cho buổi lễ khai trương được thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam cũng như Thái Bình, và thưa quý vị, xu hướng phát triển kinh tế gần đây đối với đặc biệt đối với tỉnh Thái Bình chúng ta, đó là xu hướng công nghiệp lớn, kinh tế biển và du lịch. Thưa quý vị, tiếp tục đó là phát triển kinh tế về nông nghiệp xanh trọng điểm, thì song hành cùng đó là sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ và thời trang. Thưa quý vị, ngày hôm nay đáp ứng nhu cầu thực tế đó thì chúng tôi vui mừng long trọng tổ chức lễ khai trương cửa hàng bán và cho thuê váy áo dài Hồng Luyến tại thị trấn Thanh Nê. Về tham dự và chúc mừng ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của toàn thể quý vị tân khách, trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của tất cả anh chị em bạn bè đồng nghiệp thân thiết của chị Hồng Luyến, tất cả anh chị em trong câu lạc bộ bạn yêu nhạc Huyền Kiến Sương đã trở về dự đông đủ vui vẻ và hạnh phúc. Trân trọng kính mời quý vị cho một tràng nồng nhiệt để cùng chào mừng. Và kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu và kính mời chị Hồng Luyến, đại diện cửa hàng, có lời phát biểu cảm ơn đến quý vị, trân trọng kính mời. Dạ vâng, hôm nay là nhân dịp mà khai trương cửa hàng thời trang áo dài, thì rất vinh dự cho em được đón các cô, các bác, các anh, các chị ở khắp mọi nơi trong toàn tỉnh đã về dự cái chương trình này và có những món quà gửi tặng cho em. Em rất là cảm ơn, và nếu mà gia đình có điều gì thiếu sót thì mong mọi người hãy thông cảm cho em. Và xin mời mọi người hãy vui vẻ uống nước, ăn bánh kẹo và mừng cho em ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, cảm ơn. Chiếc nhu cầu thực tế đó là ăn mặc, nhất là gu thời trang áo dài của chị em phụ nữ. Thưa quý vị, theo thời gian thì những chiếc áo dài đã được chỉnh sửa để phù hợp với thời đại. Nhưng dù ở thời đại nào thì những chiếc áo dài luôn duyên dáng và tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Và thưa quý vị, đối với bề bạn quốc tế thì hình ảnh áo dài còn là một thương hiệu của Việt Nam chúng ta. Và thưa quý vị, ngày hôm nay xin gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện của toàn thể quý vị đã trở về tham dự và chúc mừng cho buổi lễ. Và hy vọng rằng thời gian tới sẽ được đón nhận rất nhiều tình cảm của quý vị sẽ trở về ủng hộ cho cửa hàng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng vừa tham quan, vừa mua sắm và đón xem chương trình văn nghệ trong buổi tối hôm nay. Và bây giờ Thanh Tuấn trịnh trọng tuyên bố chương trình văn nghệ chúc mừng buổi lễ khai trương cửa hàng bán và cho thuê áo dài Hồng Luyến thị trấn Thanh Nê xin phép đưa bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn đấy quý vị. Mọi thời điểm trong mọi thời đại thì có lẽ một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu đó chính là âm nhạc và lời ca tiếng hát. Thưa quý vị, để chúc mừng cho một bước tiến mới, bước ngoặt mới
cho cửa hàng bán cho thuê áo váy, áo dài Hồng Luyến ngày hôm nay. Trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón tiết mục giao lưu đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng, ca khúc Bức Họa Đồng Quê, biểu diễn Hồng Nhẫn, Ngọc Anh, Tố Uyên. Trân trọng kính mời quý vị cùng hân hoan chào đón. Trời xanh xanh bao la, mây trắng 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 xoa, tia nắng từng vòng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim 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 non đang xiu xiu diệt hò, tung cánh bay nhẹ lướt trên cành lá đà. Từ xa 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 xa, nghe thoáng thoáng tiếng hát, cô nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang tang a tang, tang tinh 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 tinh, du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng. Thank you.
Ngày xưa ngày hôm nay. Và thưa quý vị, và ngay bây giờ trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục có thể là hấp dẫn trong buổi tối hôm nay. Và thưa quý vị, trân trọng kính mời quý vị, chúng ta cùng đến với màn trình diễn áo dài và váy của cửa hàng bán thuê áo dài Hồng Luyến ngày hôm nay. Và thưa quý vị, khác với những buổi trình diễn áo dài khác là những cô người mẫu đi trên sàn cắt guốc, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được thưởng thức những chiếc áo dài, những chiếc váy qua những người mẫu, đó là chính là những người bạn và những người khách hàng thân thiết nhất của chị Hồng Luyến hôm nay. Chân trọng kính mời quý vị cho một trái nam nhân cùng chào đón tất cả này. Người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Và thưa quý vị, đến với cửa hàng bán và cho thuê váy áo dài ngày hôm nay, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng rất là bộ sưu tập của những người mẫu. Người mẫu ngày hôm nay là những người bạn, những vị khách hàng đầu tiên đến tham quan và chúc mừng những buổi khai trương ngày hôm nay. Áo dài và váy là một trang phục của người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Và thưa quý vị, nó rất phù hợp cho những buổi dự tiệc, những buổi gặp mặt. Và đặc biệt trong mùa cưới này, những đôi bạn trẻ đã có tâm tình lứa đôi và những bậc phụ huynh sẽ có thể trở về với cửa hàng bán bó đỏ da vàng. Và trang phục này vẫn giữ nét đẹp truyền thống, đó chính là cổ truyền thống. Và tà áo có bốn tà. Thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị được chiêm ngưỡng bộ sản phẩm của nhà thiết kế Kim Hải. Đến với cửa hàng bán và cho thuê áo dài của Hồng Luyến ngày hôm nay, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng rất nhiều, còn rất nhiều những bộ áo váy tầm xòe và những chiếc áo dài rất là đẹp. Và thưa quý vị, theo thời gian thì nó đã được cải tiến đi, nhưng ở mọi hình thức, thưa quý vị, rất nét đẹp, rất là truyền thống. Và thưa quý vị, đặc biệt trong mùa cưới này sẽ có rất nhiều những chiếc áo dài dạ hội, những chiếc áo dài của đội tế lễ, những chiếc áo dài của các bậc phụ huynh có mặt trong cái trọng đại này. Thì chắc chắn kính mời quý vị, chúng ta đã về, kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục ủng hộ cho cửa hàng vào thời gian tới. Đặc biệt trong cuộc chơi này, chắc chắn kính mời tất cả quý vị, đặc biệt các bạn trẻ đã có. Ngọc Cương xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị đã có mặt tại bữa tiệc âm nhạc trong mừng cho khai trương cửa hàng của chị Hồng Luyến tới ngày hôm nay. Và xin chúc cho cửa hàng chị Hồng Luyến sẽ trường tồn mãi mãi thời gian và là điểm tin cậy đáng yêu nhất của tất cả quý vị trong thời gian sắp tới.
Và sau đây thì xin trân trọng kính mời quý vị, chúng ta lại trở lại với một ca khúc rất nổi tiếng của Lệ Giang, ca khúc được mang tên Đất Nước Tình Yêu. Thank you.
Bye.
lại bay, em theo bước về nhà. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bối xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, đâu bóng người thương cô nhân về đâu. Lòng thương như mình có nhau có nhân vô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quan trong tim ta. Tiếng đàn guitar bùa lốt ta. Hãy đi xa đi xa, chờ thời gian đâu em lại. Xanh có bao nhiêu trong tim ta, có những người nghệ sĩ trong tim tư, người nghệ sĩ ra hãy cho tôi cuối cây đàn guitar.
Thank you.
giam hồn chưa lời thô lỗ mà sao thôi cứ như là của nhau chưa nắm tay nhau chưa mù sáng lại mà sao lòng ta là của nhau chưa dám trao tay hey! Chưa gai cánh cửa mà sao như đã trao tình cho nhau chưa nói yêu nhau chưa mong ước hẹn mà sao quên cùng mơ về gặp nhau rồi anh đi xa đi xa mà còn nhớ thành hồ bơi lặng im lặng lặng số khói chờ nhau tháng ngày thời gian trôi qua chưa qua mà vẫn nhớ hoài hồ bơi tình thương vô biên như thế cạn sâu là đôi mắt nhìn tình yêu không có người tình yêu không có
La 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 la